Kính bạch Thầy, kính thưa đại chúng, con vẫn thường xuyên đi khóa tu thiền tứ niệm Phật mà con vẫn thắc mắc như này, nhờ Thầy giải đáp. Thế chúng con ở ngoài xã hội là được nghe các Thầy thì cũng không phải là lớp Thầy mà là lớp người đi trước, thì vận động để có một cái lớp tu thiền. Thiền là gọi là lớp thiền trường sinh học, thì cũng giảng dạy cho chúng con nghe. Đi thẳng vào câu hỏi đi ạ. Dạ, thì con đi thẳng vào câu hỏi là bây giờ thiền trường sinh học với thiền tứ niệm Phật thì con thấy hai thiền khác nhau. Thiền trường sinh học là các Thầy dạy là khi ngồi thiền không được niệm Phật, cũng tịnh tâm, mà hai tay thì để thẳng hai đầu gối, duỗi thẳng tay để thu nhiều năng lượng. Đi thẳng được. Câu hỏi đi ạ. Dạ. Còn thiền tứ niệm Phật thì con thấy là chúng con vẫn đi tu thiền tứ niệm Phật thì hai vấn đề nó hay lẫn quẩn. Thì ở trong ngoài đại chúng là cứ đi học cái lớp đó để diệt trực được bệnh hoạn, thì con thấy cái đó thì không biết có phải đúng hay sai, nhờ Thầy giảng mô Phật. Dạ. À, trường sinh học mình muốn giải quyết vấn đề của bệnh tật về thân xác, mình muốn tìm nó như là phương tiện để giải quyết cái vấn đề đau khổ của thân xác. Còn nhà Phật không có đứng trên cái mục đích là giải quyết cái bệnh tật đau khổ của kiếp này và của thân xác không. Cái đó là kết quả tất yếu. Một kiếp người chúng ta sống không phải đi tìm bình an. Nếu đi tìm bình an á, là bất quá cũng giống như một con chim tung bay trên bầu trời và một đàn cá nhẹ nhàng ở dưới nước mà thôi. Bình an đó của nó còn nhiều hơn của mình, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là con cá và con chim, và nó mang cái chết đi vào cõi hư vô. Cái mà con người có đó là mình được đau khổ chứ không phải đau, chứ không phải bị đau khổ. Đau khổ là một món quà, tại sao không biết tận dụng nó? Người ta nói là bác sĩ chữa giúp cho bệnh nhân hết bệnh, nhưng mà cơn bệnh nó cũng giúp cho người ta bớt đi ngạo mạn, bớt đi đam mê, bớt đi ảo tưởng. Bệnh nó cũng giúp cho người ta nhiều lắm, chứ không phải bác sĩ giúp cho người ta không đâu. Cái bệnh mà nó trị được nhiều thứ bác sĩ trị không được á. Cái người mà đau khổ và trải qua đau khổ, người đó có lòng trắc ẩn rất nhiều, sống cuộc đời thực hơn, thâm sâu hơn, hiểu đời nhiều hơn, biết tha thứ và rộng lượng hơn. Vậy tại sao mình coi bệnh là một thứ mà mình phải loại trừ nó liên tục bằng cách này cách nọ vậy? Đúng là không thể sống với bệnh, nhưng đừng coi bệnh là kẻ thù. Bởi vì bản chất của con người là để giác ngộ, chứ không phải để đi tìm kiếm bình an. Bình an là kết quả của giác ngộ. Khi mình giác ngộ mà mình bình an thì bình an nó mới có thật. Còn bình an trong vô minh là việc làm của con vật, bởi vì nó không thể làm được gì hơn. Rồi, Thầy nói vòng vòng vậy đó, tự hiểu nha.